Quy định của nhà chung là không được phép dùng điện thoại. Thế mà các cô vẫn dùng điện thoại. Đặc biệt rất nhiều thông tin rò rỉ ra ngoài. Một con nhện xa lưới. Sao? Tự nguyện hay là ép buộc? Có đưa ngay hay không thì bảo. Đưa chân lên nào. Cái chân bên phải. Bỏ đi dài ra. Mai mốt nhớ giặt dài thường xuyên nha. Mặt váy làm gì tới chỗ đó mà giấu điện thoại. Con thật trong sáng, con yêu thương con. Váy thì váy mà điện thoại thì điện thoại. Để em. Em có thể xoay một vòng cho mọi người xem người gương mẫu không? Người đầu tiên giao nộp điện thoại mà không phải dùng biện pháp nào cả. Xoay một vòng đi nào. Xoay một vòng đi nào. Em ngoan lắm, em không xài điện thoại cho mày. Em không xài điện thoại. Em không xài điện thoại. Dạ. Em không xài điện thoại sao? Dạ, đây chị Mai. Mai mốt không có làm cơ mặt chị nhăn kiểu đó nữa, chị giận em nha. Cô Mai, con chỉ có một cái điện thoại và con sẽ giao nộp. Ngoan. Thôi được rồi, tất cả các cô đã có thể rời hàng. Ngày vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt và đoàn kết. Mà tôi có thể xỏ bạn bất cứ lúc nào cũng được. Mày nói gì là sao? Nếu như mà hồi sáng á, mày giơ tay chung với tao giống như hồi lúc thì tao đâu có bị la. Xin lỗi, đó là ý kiến riêng của bạn. Cái đó là do bạn tự chọn, bạn quyết định. Bạn ngu, bạn ráng chịu. Mày. Cũng phải tập để có sức khỏe. Tập đi. Một hai một. Anh Tư ơi, anh Tư. Cái gì? Trời sắp mưa rồi anh Tư. Tụi em vô nhà nấp nhông thôi, là mưa xuống là mới không xét đánh anh Tư. Trời mưa thì mặt trời mưa. Hồi xưa cha mình sao vượt đồi vượt suối, băng qua sông, chiến đấu dưới làn tên mũi đạn để giành lại những cái gì mà bây giờ mình được hưởng. Thì bây giờ mình là con cháu, mình phải tập thể dục để nuôi gương cho ông, để cho có sức khỏe, để bảo vệ cái thân thể của mình. Không có nói nhiều, đây là kỷ luật sắt. Các em phải tập. Ai không tập, tôi lỗi. Tập. Một, hai, một. Kêu má là vậy. Không, ba, dạ. Ba nói sao đi chứ tự nhiên giờ
Ông nội bắt làm đứa mình la hết đó, như bị lẫn vậy á. Bình thường có bắt đâu. Lẫn cái gì? Gán cố gắng đi. Tôi tìm cách tôi giải thoát cả nhà. Bà nữa, lau nhà bận đồ cho đẹp vô. Tôi để rồi nghĩ đi. Gọi đi đây tôi có ai đâu. Ngủ nghỉ đi. Chết là xế về. Quản lý các em trong ngôi nhà chung này, việc quản lý các em tôi là người chịu trách nhiệm chính. Tôi biết. Tôi mong chị thông cảm cho tôi. Làm việc là làm việc, nguyên tắc là nguyên tắc, phải có kẻ trên người dưới. Anh Tư à, tôi mong anh hiểu cho tôi, làm việc là làm việc, phải có nguyên tắc của nó. Tôi rất buồn về thái độ của anh. Uống nước mà để thừa thái như vậy, làm sao mà giáo dục các em cách tiết kiệm? Uống rồi không biết dọn dẹp, làm sao mà dạy các em về cách tề gia nội trợ? Vậy mà cũng đòi là quản lý. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đâu ông nội?
cả nhà đâu hết trơn rồi. Nhà cả nhà con đâu? Con nói vậy cả nhà con hồi nãy anh chở bến xe đi mua lạc đà hết. Mày khùng hả? Việt Nam mà có lạc đà hả? Lẹo lưỡi bị lòi đi Đà Lạt đúng không? Đúng không? Dạ. Mày không phải tên Lép. Con tên Lép mà. Không, láo. Sao mà không vậy? Sao mày dám nói láo vô? Không, tại con làm theo chỉ thị không ông ơi. Chỉ thị cái gì? Bây giờ con lên trên lầu soạn đồ cho ông. Uống chi ông? Chở ông ra bến xe đi Lạc Đà. À không, Đà Lạt.